trump đã thay đổi đảng cộng hòa mỹ có thể là vĩnh viễn tương lai với trump và đảng cộng hòa sẽ là gì Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. Nhưng bấm nút thích sẽ tác động có lợi đến thuật toán của YouTube. Và nhớ đăng ký, theo dõi kênh của chúng tôi. Bạn có từng xem một bộ phim mà kẻ đại ác bị đánh bại và nhà nhà đều vui. Nhưng rồi bạn chợt nhận ra là phim vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết và rồi đột nhiên đoán xem ai đã quay lại. Chính là Trump. Mặc dù cuối cùng đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng trump đã trở lại với văn phòng của cựu tổng thống tất nhiên văn phòng của cựu tổng thống không phải là một văn phòng của chính quyền trump chỉ dựng nó lên thôi ông có lẽ đã mượn ý tưởng từ văn phòng không chính thức nhưng nghe có vẻ chính thức mà joe biden đã sử dụng văn phòng của tổng thống đắc cử tất nhiên biden cũng mượn ý tưởng đó từ trump vốn mượn từ obama nhưng chỉ vì văn phòng của cựu tổng thống là một thứ được dựng lên từ một ý tưởng mượn dựa trên một thứ được dựng lên không có nghĩa đó không phải là một văn phòng thực một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn lại và xem đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống sử dụng thuật ngữ này văn phòng này không nằm ở washington dc không không quá nhiều đầm lầy đó là lý do trump đặt nó florida palm beach thủ đô của cựu tổng thống trong thông điệp đầu tiên văn phòng cựu tổng thống nói rằng sẽ tiếp tục mục tiêu của chính quyền trump thông qua ủng hộ tổ chức và vận động công chúng và rằng tổng thống trump sẽ luôn luôn và mãi mãi là một nhà vô địch của nhân dân mỹ một số người cho rằng làm thế có thể là bất hợp pháp theo luật pháp mỹ một người sử dụng con dấu của Tổng thống để tạo ấn tượng sai lầm về tính chính danh, có thể bị phạt tiền hoặc ngồi thù 6 tháng hoặc cả hai. Tuy vậy, hai con dấu này không giống nhau. Và cựu Tổng thống được phép sử dụng phù hiệu Tổng thống cho văn phòng của mình. Đó là con đại bàng ở giữa con dấu. Văn phòng của Barack và Michelle Obama sử dụng đó. Văn phòng của George W. Bush cũng vậy. Bên cạnh đó, Trump còn một vấn đề pháp lý lớn hơn cần phải lo tới, như một phiên luận tội nữa chẳng hạn. Tôi sẽ nói tiếp về nó sau. Nhưng Trump đã cách mạng hóa Đảng Cộng Hòa. Ông nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất cứ đảng viên Cộng Hòa nào trong lịch sử. Số phiếu bầu cho Trump từ các nhóm thiểu số cũng nhiều hơn tất cả ứng viên Cộng Hòa trong 60 năm qua. Không ai nghĩ Trump sẽ lặng lẽ chìm vào im lặng. Trên thực tế, trong bài phát biểu chia tay, Trump hứa sẽ quay trở lại chúng tôi sẽ trở lại dưới hình thức nào đó. Tôi sẽ luôn chiến đấu cho các bạn. Tôi sẽ luôn dõi theo, luôn lắng nghe. Luôn dõi theo và lắng nghe ư? Nghe có vẻ Trump đang nhắm tới văn phòng ông già Noel hoặc là của NSA. Không lâu sau đó, Trump nói với Washington Examiner, chúng tôi sẽ làm gì đó, nhưng chưa tới lúc. Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa thấy được hình dạng cuối cùng của Trump. Vậy tương lai của Trump và Đảng Cộng Hòa sẽ ra sao? Tôi sẽ nói thêm, ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Nhưng nếu YouTube chặn quảng cáo tập này thì bạn sẽ không thấy quảng cáo nào. Thế nên, chúng tôi cần sự ủng hộ từ bạn. Bạn có thể ủng hộ công sức của chúng tôi với một đô la hoặc hơn cho mỗi tập tại patreon.com gạch America Uncovered một điều rất rõ ràng. Trump vẫn sẽ có vai trò rất đáng kể trong đảng Cộng Hòa. Hiện đang có tin đồn cho rằng Trump sẽ lập một đảng mới riêng. Và gần đây, một đảng chính trị mới có tên đảng ái quốc MAGA đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang. Tuy vậy, đội Trump nói rằng họ không có liên hệ gì với nó, nhưng đã có những bàn thảo về việc Trump tự xây một mạng xã hội riêng. Nó sẽ có tên là Trumper, nơi các bạn sẽ Trump các Trump mỗi Trump sẽ giới hạn trong một câu với ít nhất một từ được viết hoa toàn bộ. Trump vẫn đang để lại dấu ấn trong Đảng Cộng Hòa hậu chính quyền Trump. Chắc chắn vẫn có những lời kêu gọi Đảng Cộng Hòa bỏ rơi Trump, như hồi năm 2016. Nhưng xem ra chuyện đó sẽ không diễn ra, vì Đảng Cộng Hòa đang bị sốt, và liều thuốc duy nhất là nhiều Trump hơn nữa chỉ vài ngày sau khi rời nhiệm sở trump đã thu âm cuộc gọi ủng hộ ứng viên cộng hòa bang arizona cô kelly ward cô ấy đang chạy đua để được tái đắc cử làm chủ tịch đảng cộng hòa tại arizona cô ấy là một người tuyệt vời là người tôi biết rất rõ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy người nào như cô ấy cống hiến cho những gì tất cả chúng ta đều hướng tới nên tôi cho cô ấy sự ủng hộ hoàn toàn của tôi. Và cứ thế, bà ấy đã tái đắc cử. Nhưng lần ủng hộ đó mới chỉ là khởi động. Trump còn ủng hộ cựu thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders làm thống đốc bang Arkansas. Tùy thuộc những sự ủng hộ này có tác dụng tới đâu, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một tương lai khi mà các ứng viên Cộng hòa phải được Trump tán thành. một cố vấn chiến dịch Nói đầu tháng này rằng Trump sẽ để mắt tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Với trọng tâm ngay lúc này là giúp Đảng Cộng hòa giành được cả hai viện Quốc hội. Lại còn một mục tiêu dài hạn hơn, một nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Trump. Cựu quyền giám đốc tình báo quốc gia Richard Grenell gần đây đã xuất hiện trên Newsmax. Ông được hỏi, ông có nghĩ nên có một đảng mới Đảng Ái quốc hay không? Ông trả lời không. Và Trump đã lên kế hoạch tranh cử lần nữa. Donald Trump vẫn là lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Đừng nhầm lẫn về điều đó. Ông vẫn là chính trị gia nổi bật nhất và sẽ quyết định xem ông muốn làm gì. Ông ấy nói riêng với tôi nhiều lần rằng muốn tranh cử lần nữa. Nhưng hầu hết phe Dân Chủ và một số đảng viên Cộng Hòa muốn đảm bảo rằng việc đó sẽ không bao giờ tái diễn. Trump đã bị luận tội lần thứ hai bởi Hạ Viện. 10 đảng viên Cộng Hòa đã hùa cùng phe Dân Chủ làm điều đó khiến nó trở thành vụ luận tội nhận được ủng hộ nhiều nhất từ lưỡng đảng trong lịch sử. Một đảng viên Cộng hòa trong số đó là Liz Cheney. Bà này là thành viên cao cấp thứ ba của Đảng Cộng hòa trong Hạ viện. Nhưng có lẽ bạn biết bà ta với vai trò con gái của Phó Tổng thống Dick Cheney. Bà này đích xác là dạng đảng viên Cộng hòa theo phe kiến chế mà rất nhiều người ủng hộ Trump không thích. Phiên tòa luận tội của Thượng viện về lý thuyết đã bắt đầu vào tuần này bằng tuyên thệ của các thượng nghị sĩ. Tuy vậy, Phiên tòa sẽ không bắt đầu cho đến ngày 9 tháng 2. Nhưng xét về một mặt nào đó, thì có lẽ nó đã kết thúc ngay khi chưa bắt đầu. Hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Rand Paul đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện về việc tổ chức một phiên tòa luận tội sau khi Trump không còn trong nhiệm sở có phải là vi hiến hay không. Động thái này đã thất bại với kết quả 55-45. Nam Thượng nghị sĩ Cộng hòa vào hùa cùng phe Dân Chủ phản đối việc hủy phiên tòa. Nhưng Thượng nghị sĩ Paul nói rằng cuộc bỏ phiếu này minh chứng rằng luận tội Trump chết ngay ngạch cửa. Vì để kết tội cần 67 thượng nghị sĩ. Tức là nếu tất cả phe Dân Chủ bỏ phiếu kết tội Trump thì cần đến 17 đảng viên Cộng Hòa làm như thế. Nhưng nếu 45 thượng nghị sĩ Cộng Hòa nghĩ rằng phiên tòa này là vi hiến, thì họ sẽ khó có thể kết tội Trump. Tuy vậy, một số đảng viên Cộng Hòa nói cuộc bỏ phiếu không thực sự thể hiện quan điểm của họ về tính đúng sai của bản luận tội mà Hạ viện dành cho Trump. Vậy là vẫn có khả năng họ sẽ bỏ phiếu kết tội Trump, nhưng điều đó vẫn khó xảy ra. Vấn đề liệu Thượng viện có thể kết tội một Tổng thống sau khi ông không còn là Tổng thống nữa chỉ là một trong những câu hỏi phức tạp về phiên tòa luận tội này. Còn có câu hỏi liệu Thượng viện có thể quyết định cấm Trump không được tranh cử nữa hay không? Và liệu phiên tòa này có khiến tổng thống biden ghen tị vì tất cả truyền thông vẫn tập trung vào trump đừng lo chúng tôi sẽ đưa tin về phiên tòa luận tội này trong những kỳ tiếp theo của hoa kỳ chưa tiết lộ nơi chúng tôi sẽ tập trung vào trump và nếu bạn cho rằng trump sẽ biến mất thì tôi rất tiếc phải nói rằng bộ phim này vẫn còn dài lắm vậy các bạn nghĩ sao về trump và tương lai của đảng cộng hòa hãy cho tôi biết trong phần bình luận một lần nữa tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.